tại thành phố Thượng Hải, nhiều người về hưu đang xếp hàng để đợi siêu thị mở cửa. Một quản lý cửa hàng cho biết, doanh thu bán hàng hôm nay dự kiến vào khoảng 1 triệu nhân dân tệ, cao hơn gấp nhiều lần so với những ngày bình thường. Nhiều gia đình đang bận rộn mua sắm, trang trí nhà cửa và chuẩn bị thức ăn cho những ngày Tết sắp tới. Có thể dễ dàng nhận thấy cảnh nhiều người dân mua đèn lồng đỏ và giấy dán để trang hoàng cho ngôi nhà của họ. Chuẩn bị một bữa ăn tất niên cho đêm giao thừa cũng là một trong những nghi thức quan trọng của người Trung Quốc. Ngoài ra, các gia đình thường chuẩn bị nhiều thức ăn để họ có thêm nhiều thời gian thăm người thân và bạn bè, cũng như đi chơi trong dịp Tết sắp tới. Hoa là một trong những thứ không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán và hiện đang là mặt hàng bán khá chạy ở thành phố Côn Minh. Tất cả hoa của tôi khi mang tới đây có thể chỉ bán hết trong vòng từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Khi Tết sắp tới, giá hoa cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, không vì thế mà sự nhiệt tình mua hoa của người dân bị giảm bớt. Chúng tôi trở về nhà để đón Tết và đã mua một ít hoa để trang trí ngôi nhà mới và cho gia đình của chúng tôi với ước mong về một cái Tết vui vẻ. Một nhân viên tại chợ hoa cho biết vào tháng 1, một bông hồng có giá trung bình là khoảng 1,5 nhân dân tệ. Nhưng sang tháng 2, giá sẽ tăng lên từ 2 đến 2,6 nhân dân tệ do nhu cầu tăng cao trong dịp Tết và lễ hội đèn lồng. Tại thành phố Thượng Hải, hàng nghìn du khách bị cuốn hút bởi màn trình diễn đèn lồng với hơn 40 bộ đèn lồng đẹp mắt. Do là năm Mậu Tuất nên đèn lồng hình con chó được chọn làm điểm nhấn với biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc đến với các gia đình. Trong khi đó, tại tỉnh Hà Bắc, màn múa lân chuyên nghiệp đẹp mắt và sống động đã tạo ra niềm vui cho nhiều người dân tại đây. Tại thành phố Giang Châu, một chương trình đèn lồng thú vị đang diễn ra tại một công viên lớn ở đây. Khi mà khách tham quan đạp xe đạp thì đèn lồng hình vương miện sẽ sáng lên. Nhằm bảo vệ môi trường, các nhà tổ chức đã sử dụng đèn LED cho chương trình đèn lồng này.